Chào các em, hôm nay thầy trò mình đi vào bài số 3. Sau khi thầy dạy xong phép cộng rồi, hôm nay mình đi vào vấn đề số 2. Vấn đề số 2 của thầy trò mình đó là chứng minh đẳng thức vector. Thế thì để làm được cái vấn đề số 2 này thì đa số tư duy chung, có nghĩa là một cái phương pháp chung để chúng ta làm, đó là mình luôn bắt đầu từ một vế. Ví dụ ở đây thầy bắt đầu từ vế trái, bắt đầu từ vế trái bằng những cái quy tắc mà thầy đã dạy. Ví dụ quy tắc đầu tiên chúng ta thầy đã dạy phép cộng này. Phép cộng này. Đấy. Bằng những quy tắc về phép cộng, hai vector bằng nhau, hai vector đối nhau, em làm bằng một cách nào đấy thì vế trái, cái đích cuối cùng nó biến đổi nó thành vế phải. Và khi hai cái vế này bằng nhau thì chúng ta suy ra điều phải chứng minh. Tư duy chung của một bài thì nó chỉ có mỗi như vậy thôi. Còn lý thuyết thì em xem lại video 1 và video 2. Thế thì để hiểu rõ hơn bài này thì em chỉ cần làm cho thầy một bài thôi. Hiểu bài cái thì coi như là xong. Bài thì thầy cũng chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đấy, hơi thô thiển một chút, trường hợp một đó là không vẽ hình. Đấy. Có nghĩa là đầu bài cho là những điểm bất kỳ chúng ta không cần vẽ hình mà vẫn có thể chứng minh được. Và cái trường hợp thứ hai đó là vẽ hình. Trong trường hợp vẽ hình thì đầu bài cho làm sao thì mình vẽ hình và mình quan sát hình như vậy thì coi như câu chuyện của mình xong. Thế thì ở đây chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên. Thầy làm mẫu một bài, sau đó em nhìn một bài này cái là em làm ra được ngay. Bài đầu tiên, đấy, đầu bài yêu cầu là chứng minh rằng đầu bài cho hai cho một cái biểu thức vector. Vấn đề của mình ở đây đó là mình đi chứng minh vế trái là bằng với cả vế phải. Đấy, bài này người ta gọi là bài không cần vẽ hình. Thế thì đối với cái bài như thế này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đấy, kiến thức của cái phần này, đấy, kiến thức nền tảng của phần này đấy, nhất định là mình phải biết những cái một vài cái. Trước lúc mình vào bài thì thầy chú ý một chút, nó là nốt lại. Đó là em phải biết chèn điểm. Ví dụ ở đây thầy có AB này, em chèn một điểm M vào đây thì theo quy tắc chèn điểm của phép cộng thì nó bằng AM cộng với cả MB. Đấy, ít nhất là em phải biết cái này thì tự nhiên chúng ta sẽ chứng minh được. Thế nên mình đi vào ý đầu tiên, đó là ý A. Ý A, thầy làm cách 1. Cách 1 đó là thầy xuất phát từ vế trái, xét vế trái. Vế trái của chúng ta là có AC cộng với cả BD. Điều thầy mong muốn lúc này đó là ước gì thầy có thể biến đổi nó trở thành vế phải. Mà để thầy vừa trở thành vế phải, em xem thầy này. Vế trái nó có AC, vế phải nó có AD. Vậy thầy ước gì thầy biến đổi cái thằng AC thành AD và điều ước đó trở thành hiện thực khi ở đây em chèn vào đây điểm D. Đấy. Còn ở bên đằng này thì ước gì cái BD này này nó trở thành cái BC. Muốn trở thành cái BC thì ở đây em chèn vào đây cái điểm C. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta sẽ chèn điểm như sau. Tất cả các phép biến đổi đều là dấu bằng. Thì ở đây là bằng này. Em chèn điểm D vào. Đây là AD cộng với cả DC cộng, em chèn cho thầy điểm C và BC cộng với cả CD. Thế thì ở đây mình nhìn thấy đây là vế bên phải này, thì mình gom vế bên phải vào thì đây là AD này cộng với cả BC này. Đấy. Cộng cộng ở đây là DC cộng với cả CD. Thế thì ở đây bất chợt có một điều rất là hay, đó là đây thì bằng vector 0 này, này thì bằng vector 0 rồi. Đấy. Mà nếu thằng này bằng vector 0 rồi thì không cộng thằng này thì nó vẫn cứ còn nguyên. Ở đây là bằng AD cộng với cả BC. Thế thì AD cộng với BC thì thằng này bằng vế phải rồi. Mà nếu thằng này bằng vế phải thì chúng ta suy ra điều phải chứng minh. Cách thứ hai đó là mình làm cái cách ngược lại. Ngược lại ở đây đó là thầy sẽ xuất phát từ vế phải. Đấy. Thầy xuất phát từ vế phải, ở đây là xuất phát từ vế phải. Vế phải của chúng ta thì có AD này cộng với cả BC này. Thế mình nhìn lại tư duy nhé. Em đừng hiểu cái bài này, hiểu cái tư duy của bài này thôi. Nếu thầy xuất phát từ vế phải thì điều thầy mơ ước nó là ước gì nó trở thành vế trái. Mà để trở thành vế trái thì ở đây là AD này, AD phải thành AC chứ. Vậy ở chỗ này chúng ta chèn điểm C. BC phải thành BD chứ. Chỗ này chúng ta chèn điểm D. Ý của thầy muốn nói rằng, đấy, với cái bài này thì ở đây chúng ta phải chèn điểm C. Và ở đây
chúng ta phải chèn điểm D. Vậy thì để chứng minh hai vế bằng nhau thì cái tư duy mình rất là nhẹ nhàng, đó là mình chèn điểm sao cho đấy, vế phải giống như vế trái. Và nếu như chúng ta chèn điểm thì ở đây nó là AC này, AC cộng với cả CD cộng BD đấy, cộng với cả DC. Sau khi mình chèn điểm xong thì mình thu được ở đây nó là bằng AC này cộng đấy, giống vế trái thôi. Thế còn những cái thằng còn lại thì tự nhiên nó sẽ bằng 0. Đấy. Tổng hai vectơ đối này, CD, DC, tổng hai vectơ đối cái đoạn này nó bằng vectơ 0. Vậy thì ở đây chúng ta thu được AC cộng với cả BD. Ok. Mà thằng này nó bằng vế trái. Mà bằng vế trái suy ra điều phải chứng minh. Vậy thì túm lại là để chứng minh hai vế bằng nhau thì mình có hai cách, đó là biến đổi trái về phải hoặc ngược lại. Để chèn một điểm hợp lý thì mình nhìn xem vế kia là cái gì, sau đó mình chèn điểm vào cái là xong. Chúng ta trở lại ý tiếp theo, đó là ý B. Ý B em chép thật là nhanh, sau đó chúng ta đi vào bài. Thì ý B thì làm như sau. Rồi, ý B. Thầy biến đổi một vế, còn em biến đổi cách còn lại nhé. Ở đây thầy làm cách đầu tiên này, cách 1 này. Cách 1. Cách 1 ở đây chúng ta bắt đầu từ vế trái. Vế trái ở đây thì là AB trừ đi CD. Ok. Thầy ơi, đây có phép trừ. Rồi, nếu thế thì bài này phải dừng lại. Thầy làm được phép trừ đấy nhá, nhưng mà thầy không thích làm phép trừ thôi. Nếu gặp phép trừ, thầy chép lại đồ bài nhá. AB này trừ đi CD bằng AC trừ đi BD. Khi em gặp phép trừ thì em có thể chứng minh theo phép trừ hoặc có thể làm theo ý của thầy. Đó là em biến dấu trừ này thành dấu cộng. Đấy. Vậy thì bài toán của đồ bài nó sẽ tương đương với cả bài. Tương đương này, AB này, dấu trừ thành dấu cộng khi em đảo chỗ hai cái điểm này. Thì ở đây em để là DC này, đảo chỗ thì đây thành phép cộng. AC này cộng với cả DB này. Bằng tư duy như thế này mình chỉ học mỗi phép cộng thôi. Thấy phép trừ thì mình đưa nó thành phép cộng. Và nếu bằng như vậy thì bài nào mình cũng chỉ làm theo một hướng thôi, tự nhiên là ra. Đấy, cách 1, set vế trái. Vế trái ở đây thì là AB cộng với cả DC. Mà cái B này thì ước gì thành AC, thì mình chèn cái điểm C vào. Còn thằng này là ở đây là mình chèn cái điểm B vào. Vậy thì tương tự như vậy thì nếu chèn điểm C thì ở đây là AC cộng với cả CB cộng với cả DB đó. BC. Sau khi chèn điểm thì cái thằng này nó giống với bên phải này, thì AC cộng với cả DB cộng với CB cộng với BC. Đấy, ông trời sinh voi trời sinh cỏ, thằng này bằng vector không em ơi. Cuối cùng nó còn AC cộng với cả DB, và cái thằng này bằng vế bên phải, suy ra điều phải chứng minh. Vậy thì ở đây là thầy giảng xong cách 1. Cách 2 thì em làm ngược lại, làm xong rồi mình làm câu C sau nhá. Tiếp đây thầy sẽ làm IC thầy cũng chép lại đồ bài. IC đồ bài yêu cầu là chứng minh rằng là AC này cộng với cả BD này cộng với cả EF này bằng AF này cộng với cả BC này cộng với cả ED. Đấy. Thế giờ bài này thầy lại nổi hứng để chứng minh vế phải thành vế trái, thầy làm cách 2 nhá. Thế nếu mà thầy làm cách 2 nhá. Cách 2 này, thầy xét vế bên phải này bằng AF cộng với cả BC cộng với cả ED. Đấy. Mà AF muốn trở thành AC thì mình chèn điểm C vào đây. Chèn điểm F vào đây. Em có thể làm sao thầy biết chèn điểm gì? Ừ. Muốn vế phải thành vế trái thì nó giống hết nhau. Muốn giống hết nhau thì đây AC thì chèn điểm C, BD chèn điểm D, EF chèn điểm F. Đấy. Thì sau khi em chèn điểm thì em tự ra kết quả. Thật vậy. AC cộng CF cộng với cả BD cộng với DC cộng với cả EF cộng với cả FD. Thì đây là những thành phần có mặt ở vế bên trái thì mình ném vào một nhóm. Để ném vào một nhóm thì đây là AC cộng với BD cộng với cả EF. Đó. Còn những cái thành phần còn lại ở đây nó là CF
Đúng không nhỉ? Rồi CF, CF ở đây là cộng này, CF này, cộng FD này, cộng cả DC này. Thì hai cái thằng này thì mình thấy được rằng cái điểm F chung này, thì điểm F chung thì ở đây cộng nó bằng CD cộng DC, mà CD cộng với cả DC thì chỗ này bằng 0 này. Ở chỗ này thì mình hạ nguyên xuống. Vậy cuối cùng đâu, ở đây nó chỉ còn là cái gì thôi em nhỉ? Ở đây chỉ còn là AC cộng với cả BD cộng với cả EF. Đấy. Mà nếu nó chỉ còn mỗi như thế này thôi thì ở đây mình bảo rằng nó bằng B phải. Suy ra điều phải chứng minh. Suy ra điều phải chứng minh. Thì từ đây là mình chứng minh được hai vế bằng nhau rồi, tư duy rất là đơn giản. Đấy. Thế thì xong trường hợp 1 thì ok, xong trường hợp 1. Em có thể làm trường hợp 1 ở rất là nhiều bài ở đây. Đây là tài liệu của thầy. Em có thể copy thật nhanh xong là về nhà làm nhá. Bài 6 này, bài 7 này, bài 8 này, bài 9 này, tất cả đều là chứng minh không cần vẽ hình. Bài 10 này. Đấy, thì ở đây có 10 bài. Thế thì em làm bài 6, bài 7, bài 8, bài 9, bài 10. Thế sau khi làm xong xong là chúng ta làm tiếp chuyển sang trường hợp số 2. Mình chuyển sang trường hợp số 2. Chuyển tiếp sang trường hợp số 2. Trường hợp số 2 của mình nó là trường hợp đồ bài yêu cầu là bắt phải vẽ hình. Đấy, đồ bài yêu cầu là bắt phải vẽ hình. Thì ở đây chúng ta chuyển sang trường hợp số 2. Trường hợp 2. Trường hợp này là trường hợp phải vẽ hình nhé. Rồi, thế thì ở đây để làm cái trường hợp này thì em có thể chép thật nhanh, thật gọn cho thầy bài số 2. Bài 2. Có Y là trung điểm của AB với điểm M bất kỳ chứng minh rằng. Đấy, bài 2 này không hay, bài 2 này không hay. Ở đây thầy sẽ tự ra một bài đi nhỉ. Ở đây thầy cho này. Cho tam giác ABC. M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng 2 lần AM bằng AB cộng AC. Bài mới lại cho một cái tam giác cần vẽ thì nó khác hẳn luôn. Bài này gọi như là bài số 2. Thế để làm được bài này thầy cũng làm rất là nhanh. Thầy vẽ hình cho nhanh nhá. Đây. A, B, C. Chúng mình làm thật là nhanh. Rồi. Chứng minh rằng AM 2 lần AM bằng AB cộng với AC. Tư duy thì cũng có hai cách. Thế đây thầy làm cho hai cách. Cách 1 với cách 2. Em thích làm cách nào cũng được. Ví dụ ở đây thầy xét được, ở đây thầy xét bên trái. Bên trái của thầy nó 2 lần AM. Thì 2 lần AM thì thực ra là bằng AM cộng với AM thôi. Đấy. Ước gì thì vế trái nó bằng với vế phải. Vế trái muốn bằng vế phải thì cái thằng này nó phải thành AB. Mà bạn muốn thành AB thì bạn phải chèn cái điểm B vào đấy. Bạn muốn thành AC thì bạn phải chèn cái điểm C vào đấy. Đấy, tư duy rất nhẹ nhàng. Rất là đời thường thôi. Và nếu mà như vậy thì mình chèn điểm B vào đây thì thực ra nó là AB cộng với cả BM AC cộng với cả CM bằng này. Đấy, đáp án của mình bây giờ AB cộng với cả AC cộng với cả BM cộng với cả CM. Thế thì AB AC này cái cần tìm rồi. Còn BM CM, em ơi, BM và CM này. BM CM, em nhìn hình này. BM CM, hai vector này là hai vector đối. Tổng hai vector đối bằng vector 0. Vậy ở đây thực ra là mình thu được là vector 0. Vì lý do nó là hai vector đối. Đấy, thì nó khác hẳn với cái bài mà không phải vẽ hình. Thì ở đây chúng ta phải nhìn hình vẽ. BM CM bằng 0. Và nếu bằng 0 như vậy thì ở đây là AB cộng AC bằng với bên phải. Suy ra điều phải chứng minh. Đó là cái tư duy đầu tiên. Thầy có thể làm theo cách số 2 nhỉ? Cách số 2. Cách số 2 đó là thầy xét về bên phải AC. Thì nếu xét về bên phải thì mình phải biến đổi nó thành AM chứ. Mình chèn điểm M vào đây này. Thì đây sẽ là AM cộng với MB. Chèn điểm M vào đây. Thì đây là AM cộng với MC. Đấy. Vậy AM cộng AM thì bằng 2 lần AM. MB, MB, MC, MC, ôi dồi ôi.
MB cộng MC nào, em nhìn hình cho thầy nào, nhìn hình này. M nào chúng ta xem. MB cộng MC. MB cộng MC thì bằng vectơ 0 rồi. Và chúng ta trở lại bài. Đấy. Thế thì MB cộng MC của chúng mình bằng vectơ 0. Vậy đằng này thực ra nó bằng 2 lần AM thôi. Mà 2 lần AM thì bằng vế bên trái. Suy ra điều phải chứng minh. Đấy, xong rồi. À, bài như vậy người ta gọi là bài phải vẽ hình. Còn bài hay hơn, sâu hơn nữa thì em có thể xem cái bài sau đây. Thầy cho bài số 3 nhờ, sang mặt khác đi. Rồi, thầy có thể bịa một cái đề thật là nhanh nhờ. Bài số 3. Bài số 3. Bài số 3, cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Trọng tâm. Đấy. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Thế thì với G là trọng tâm, đồ bài yêu cầu là chứng minh rằng hai nhỏ đấy, GA cộng GB cộng GC bằng vectơ 0. B nhỏ với mọi điểm M bất kỳ kỳ, chứng minh rằng MA cộng MB cộng MC bằng 3 lần MG. Thế để làm được bài này thực ra là chúng ta phải lấy lại qua kết quả của bài trước. Thế thì thầy nhắc lại kết quả của bài 2. Kết quả của bài 2 này, kết quả này. Ở bài 2 thầy cho mình thu được một cái kết quả. Cái này người ta gọi là đường trung tuyến. Đường trung tuyến. Cái đường này người ta phát biểu như sau này. Nếu mình có một cái tam giác A, B, C, đường trung tuyến A, M. Thì ở đây người ta bảo rằng nếu bạn lấy AB cộng với AC, AB cộng với AC thì nó sẽ bằng 2 lần đường trung tuyến AM. Công thức này được vận dụng khi em làm bài mà thầy vừa chứng minh ở trên rồi đấy. Thì em có thể nhớ một cái công thức này và em dừng lại một vài giây em nhớ công thức này cho thầy. AB cộng với AC thì nó bằng 2 lần AM, với M là trung điểm của BC. Đấy, đó là kết quả của câu trên. Thầy cho mình đi vào bài vừa xong. Thế thì với bài vừa xong thì đầu tiên mình vẽ hình. Trọng tâm là giao của ba đường trung tuyến. Tuy nhiên thì mình chỉ cần vẽ một đường thôi là được. C. Nếu em vẽ một đường trung tuyến, trung tuyến này, thì gọi điểm này là điểm Y. Thì nếu đây là đường trung tuyến em chia ra làm 3 phần thì điểm G nó sẽ nằm ở đây. Bài thì chúng ta có thể có rất là nhiều cách, nhưng dĩ nhiên không thể xuất phát từ vectơ 0 chúng mình ngược lại được. Thế này khó quá. Thế nên ở đây thầy chúng mình nó rất là nhanh. Đó là thầy xuất phát từ vế bên trái. Đấy, xét ở đây là chúng ta xét vế trái. Vế trái là GA cộng GB cộng GC. Đấy, bằng này. Ở đây thì thầy yêu cầu là em là quan sát một chút. Em nhìn GB cộng GC nhé. Đấy, em nhìn này. GB cộng GC. Đấy. GB cộng GC mà Y thì lại là trung điểm của BC. Em nhìn cái tam giác này này, với cái tam giác ở trên này, em sẽ tìm ra được quy tắc. Ở trên thì là AB cộng với AC thì nó bằng 2 lần AM. Vậy nếu ở đây em lấy GB cộng với GC thì nó bằng 2 lần GI. Đấy. Vậy thì chỗ này khó nhất ở cái đoạn này thôi. GB cộng GC nó bằng 2 lần GI. Đây là quy tắc đường trung tuyến. AB cộng AC bằng 2 lần AM. Còn khi vào bài thực tế người ta quan sát này, GB cộng GC bằng 2 lần GI, với Y là trung điểm của BC. Đấy, thầy đánh dấu trung điểm. Thế nếu bằng 2 lần GI thì xong rồi. GA em ơi. Đấy. Em nhìn thấy vector GA nhé. GA. GA là 2 phần này. Hay em nhìn GA là 2 phần này. Đấy. GA bằng 2 lần YG. GA bằng 2 lần. Nào em nhìn cho thấy độ dài. GA YG. Nó bằng 2 lần. Bằng 2 lần YG.
Đấy, nó bắt đầu khó đấy. Cộng với cả 2 lần GI. Vậy thì nếu em cho số 2 ra ngoài thì IG cộng với cả GI. Thì IG cộng GI là 2 vector đối rồi. Thì ở đây 2 nhân vector 0 thì bằng vector 0, bằng về bên phải. Và suy ra điều phải chứng minh. Vậy là GA cộng GB cộng GC là bằng như vậy. Đấy. Rồi. Thế tương tự như vậy chúng ta sẽ xem ở ý B chứng minh rằng, thế thầy sẽ chứng minh về này bằng về bên đây nhá. MA cộng MB cộng MC bằng 3 lần MG, thầy làm cũng rất là nhanh thôi. Thì ở ý B thì GA cộng GB cộng GC, ở đây thầy gọi đây là về trái này. Thì về trái ở đây thì chèn cái điểm M vào đây. À đâu, nhầm nhỉ, sai đề à? M B xét về bên trái MA cộng MB cộng MC bằng 3 lần MG. À, có điểm G, điểm G chén hết G vào đây này. Với mơ ước là mình xuất hiện lần 3 lần MG. Thế nếu mà chèn điểm G vào đây thì MG này cộng GA này cộng MG này cộng MGB này cộng MG này cộng GC này. À, 1 này, 2 này, 3 này. Thì 3 lần MG cộng GA cộng GB cộng GC. Wow, mà 3 cái này em biết bằng cái gì rồi đấy. 3 lần MG này, GA cộng GB cộng GC thì theo kết quả của câu A này bằng vector 0. Vậy này bằng vế bên phải. Đấy. Thì chung quy lại là những cái bài toán liên quan tới chứng minh đẳng thức, mình luôn luôn suy nghĩ đó là mình xuất phát từ một vế, sau đó biến đổi chén điểm sao nó cho nó trở thành vế còn lại. Những bài toán về vẽ hình thì em quan sát hình một chút, nó có tính chất một tiệm. Thì ngoài trung điểm trọng tâm ra thì nó còn một vài cái hình khác nữa. Thì bài tập là em rèn thật nhiều tự nhiên nó sẽ giỏi thôi. Thế thì ở đây thầy cũng kết thúc cái video số 3 ở đây. Hẹn gặp lại các em ở cái video tiếp theo. Cảm ơn em nhé. Bạn nào không biết Facebook thầy thì kết bạn để hỏi bài nhé. Lê Đình Nào. Rồi, thầy chào tất cả các em. Chúng ta sẽ dừng bài này ở đây.